Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Dũng Channel. Thì trên tay của mình đây là một chiếc điện thoại iPhone 8 Plus nha các bạn. Thì chiếc điện thoại iPhone 8 Plus này ở cái thời điểm hiện tại thì nó còn chơi game ngon hay mượt hay không thì mình sẽ review cho các bạn xem nha. Thì máy đang chạy phiên bản iOS 15.3.1 nha. Máy này là máy Mỹ LLCA nha. Đấy. Thì iPhone 8 Plus nó có những cái điểm gì nổi bật nữa. Thứ nhất là cái thiết kế của nó thì vẫn là thiết kế cũ nha, nhưng mà nó thay vì thiết kế kim loại như 7 Plus thì nó đã chuyển sang mặt lưng bằng kính nha. Và nó có thêm một cái tính năng nữa là hỗ trợ sạc không dây nha các bạn. Sạc không dây nha. Đấy. Thì cái mặt trước thì nó cũng không khác gì cái dòng 6S Plus, 7 Plus cả. Nó chỉ khác là cái từ đời 6S Plus đó là nó từ 7 Plus trở đi là nó có cái phím home vật lý nha các bạn. Thì đổi sang thành cái phím home bằng cường lực cảm ứng nhé. Đấy. Thì cái camera của nó thì cũng giống như camera của 7 Plus là camera kép đặt phía sau nha. Và cái chất lượng điểm ảnh chụp cũng khá là tốt nhé, khá là ổn nhé. Đấy. Còn về màn hình thì các bạn có thể thấy là nó có độ lớn là 5.5 inch và độ phân giải là Full HD cộng nha. Đấy. Khá là sắc nét, khá là chi tiết. Thì mình sẽ có một cái video test game sau nha. Thì cái này mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái con iPhone 8 Plus này thì nó có cái gì nổi bật hay không thôi. Thì giá bán của nó bây giờ cũng đang tầm 5.5-6 triệu máy cũ nha các bạn. Máy này thì của ông Anh nha. Đấy, chơi game thì cũng khá là mượt, ngoại hình cũng rất là ok. Đấy, thiết kế của nó là màu vàng gold này, bóng này rất là đẹp nha các bạn. Đấy. Thì máy này sạc lightning, loa mic các thứ rất là ổn này. Nhưng mà con này nó không có jack 3.5mm để cắm tai nghe nghe nhạc đâu nha các bạn. Các bạn phải dùng cái đầu chuyển đổi nha. Và nó có cái hệ thống loa kép giống như con iPhone 7 Plus trở lên nhé. Đấy. Thì chip của nó là chip Apple A11 Bionic nhé. Chip này chơi game vẫn rất là mượt nhé, không có lag giật gì đâu nhé. Đây là iPhone 8 Plus thì mình chỉ review sơ qua cho các bạn xem. Thì các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé trong video tiếp theo.